Xin chào các bạn, hàng ngày thì các bạn thường chăm sóc cơ thể mình như thế nào? Tập thể dục này, tập yoga hay là ngồi trước gương để skincare đúng quy trình? Chưa hết đâu, nếu như chúng ta muốn chăm sóc cơ thể toàn diện thì còn phải cả chú ý đến đôi chân nữa. Người ta ví đôi bàn chân như là trái tim thứ hai của cơ thể. Việc chúng ta chăm sóc đôi bàn chân thì cũng như là chăm sóc chính sức khỏe cơ thể mình vậy. Và ngày hôm nay thì Thu Phương sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc bồn massage xông hơi Rio FTB H9 EU. Và chúng ta hãy cùng khám phá ngay sản phẩm này nhé. Các bộ phận của chiếc bồn xông hơi. Không sử dụng nước để massage như các dòng máy khác. Máy massage chân Rio FTP H9 EU ứng dụng công nghệ siêu âm trong xông hơi bằng phương pháp phun hơi nước nóng siêu âm để chăm sóc đôi chân của bạn. Đồng thời, máy có trang bị các con lăn ở phần đế và cấu tạo mô phỏng đá giúp massage kích thích các điểm huyệt dưới gan bàn chân, tăng hiệu quả thư giãn. Máy massage chân Rio còn có thể kiểm soát mức nhiệt tự động với 3 chế độ cài đặt cho người dùng, lựa chọn sử dụng một cách an toàn và chính xác. Ngoài ra, bạn có thể chọn thời gian massage 20 hoặc 30 phút linh hoạt và chủ động khi sử dụng. Máy có thể vận hành cùng với việc thêm các loại tinh dầu mang đến tinh thần thư thái khi ngồi massage. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn chiếc bồn xông hơi massage chân Rio FTP H9 EU. Và nếu như quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo trên website meta.vn hoặc liên hệ tới hotline để tư vấn tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc thành phố Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Meta nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.